Tử vi tuổi Ân Mão 1975, tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch năm 2021 Tân Sửu nói về sự may mắn, giàu có và thành công thì chắc chắn không thể bỏ qua tuổi Ất Mão, những người sinh năm 1975. Họ có được vận may từ trên trời rơi xuống vào tháng cô hồn đầy oan nghiệt. Mặc dù từ đầu năm đến thời điểm này họ có thể gặp đôi chút trắc trở về cuộc sống, nhưng từ tháng 7 âm lịch trở đi, họ có được những bứt phá ngoạn mục, tạo lập được những vang dội, thành công, khiến bao nhiêu người phải cúi đầu thán phục. Những mệnh chủ tuổi Ất Mão thường có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành, nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa, phú quý. Dù vẻ bên ngoài vô tư, lạc quan, nhưng đôi lúc họ cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội. Vì thế tuổi Ất Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Còn bây giờ, mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Mão 1975, mệnh đại khí thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm, mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo lực. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 dự đoán rằng vận trình gia chủ tuổi Ất Mão ổn định nhưng chưa thật sự bứt phá trên mọi phương diện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mệnh chủ đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Mệnh chủ cũng sẽ phải chi tiêu nhiều khoản trong tháng này, nên cần chú ý xây dựng kế hoạch, nhật ký chi tiêu hợp lý, cẩn trọng, cháy túi lúc nào không hay. Ất âm mộc gặp bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Ất Mão, nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt thì sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi mệnh chủ ở phía trước. Bước sang tháng 7 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Ân Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đặc biệt, minh quang pháp bảo cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kỳ Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Ất Mão sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà mệnh chủ gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Ất Mão này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì mệnh chủ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Kết quả mệnh chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của mệnh chủ trong mắt đồng nghiệp. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, gia chủ tuổi Ân Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Pháp khí sẽ chiêu cát lành, may mắn, tài lộc cho sự nghiệp của gia chủ tuổi Ân Mão. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của mệnh chủ được hanh thông, thuận lợi và phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho mệnh chủ tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, mệnh chủ vẫn cần là một kế hoạch tốt, không được chi tiêu quá tay. Với những mệnh chủ làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Mệnh chủ biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó mệnh chủ sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lại bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão 975 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, vận trình tình duyên của gia chủ tuổi Ất Mão khá ảm đạm, hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của mệnh chủ, giúp mệnh chủ vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Ất Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Ất Mão còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Ất Mão cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, mệnh chủ cũng sẽ cảm thấy một số cơn đau đầu nhẹ. Nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Mệnh chủ cần có chế độ ăn uống hợp lý, giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tử vi tháng này khuyên mệnh chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Mệnh chủ cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Đặc biệt trong thời gian này, gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú,
xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Ân Mão, sinh năm 1975. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Ất Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hịnh hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 7 tới ngày 17 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Đinh Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 7 tới ngày 29 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Ất Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 7 tới ngày 18 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Mậu Tuất, nạp âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 7 tới ngày 30 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Canh Tuất, nạp âm, Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.